Cậu bé vô tình rơi khỏi bờ kè, và bên dưới là dòng sông chảy xiết, điểm nối thảm khốc, chỉ có kẻ thù không đội trời chung Nobita sẵn sàng giải cứu cậu. Họ không biết rằng sự kiện dường như bất ngờ này, đó không phải là một tai nạn. Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ giữa hai người. Con hổ béo bước đi không nhìn đường và ngã xuống đất. Nobita ăn dưa không nhịn được cười một lúc. FAT Tiger sẽ để Nobita, loài bị đối xử nặng nề, trở thành một xác chết không thể tiết lộ bí mật. Nhưng Phàn Đại Hùng trốn thoát chậm hơn. Có thể nó đã chết thật, nhưng hổ béo giống như loại ăn thịt người. Tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi ăn thịt Nobita hôm nay. Nobita cũng không ngờ nụ cười rẻ tiền của cậu. Nó thực sự có tác dụng thu hút sự thù hận. Nếu Domain bé nhỏ không di chuyển, tôi đoán tôi chỉ có thể là một bao đôi và một người đồng hương trong cuộc đời này. Nhưng cô bé Dora chỉ lấy ra được một con bọ rùa 7 sao, sau đó rơi vào tay Nobita. Sau đó anh ta lấy ra một tấm nệm Simon dày 40 mét. Hãy để Nobita đứng trên đó. Hỏi Nobita có gì trên đó. Chỉ cần bạn không có vấn đề gì nghiêm trọng về não thì bạn sẽ biết đó gọi là trần. Kết quả là giây tiếp theo, Nobita thực hiện cú ngã thẳng và con bọ rùa cũng mất đi một đốm đen. Đây chính là sức mạnh của bọ rùa 7 sao. Chỉ cần nói từ sẽ kích hoạt kỹ năng ném mặt đất phẳng 100% thời gian. Cho nên chỉ cần gặp được hổ béo, hãy hướng dẫn hắn nói chữ TNG. Chỉ cần không thể đi vòng qua sóng, chắc chắn sẽ không thể đuổi kịp Nobita. Và sau khi sử dụng bọ rùa, hãy nhớ tái chế nó vào thùng côn trùng, vì bọ rùa chỉ nhận lệnh từ người cầm hộp côn trùng. Sau đó, Nobita rời khỏi nhà với cổ vật trên tay. Con hổ béo chặn cửa bị giết phải bị nghiền nát thành tro bụi. Anh lặng lẽ thả bọ rùa, hãy để nó đáp xuống FAT Tiger mà không ai để ý. Sau đó anh quyết định đối đầu với anh ta như thể anh ta đã bị đá hai lần. Vì vậy, anh ta chỉ lên bầu trời và hỏi FAT Tiger đó là gì. Nhưng anh không ngờ rằng FAT Tiger chỉ có mây trong mắt. Nghe xong, Nobita cảm thấy hối hận, nhưng anh vẫn muốn chiến đấu vì nó lần nữa. Hỏi lại FAT Tiger Patamon sẽ là loại quái thú nào sau khi tiến hóa. Hổ béo không có tâm trạng chơi với bạn ở đây. Bạn nói tôi đoán vậy. Anh bế Nobita như một con gà, nói là phải chụp mỗi ngày. Giây tiếp theo, FAT Tiger bay lên từ không trung và rơi xuống đất. Nhưng khi bọ rùa được vớt lên thì tai nạn đã xảy ra. Nobita ngã xuống đất mỗi ngày. Hộp côn trùng bị ô tô đè nát, biến thành tro bụi. Nó làm Nobita sợ đến mức phát sợ. Anh phải nhờ xe kéo điên cuồng đuổi bọ rùa. Nhưng bọ rùa vẫn đậu trên người chồng. Nobita ban đầu muốn bí mật cởi nó ra, nhưng gia đình chồng tôi đã quyên góp được một số tiền lớn. Anh ấy chỉ muốn Versailles mỗi ngày. Có nghĩa là không có vị thần giàu có nào trên bầu trời có tiền. Một giây tiếp theo, quả báo sẽ đến. Và con bọ rùa lại bay đi. Lần này bọ rùa giống như bà mối đến chào hỏi. Nó rơi vào người con dâu của Nobita. Tôi thấy những người suy nghĩ ngày đêm xuất hiện trước mặt tôi. Shizuka nói, thời tiết rất tốt, chúng ta hãy cùng nhau chào hỏi nhé. Giây tiếp theo, cô gái rơi thẳng vào vòng trong tám. Không ngờ Nobita không những từ chối giúp đỡ, thay vào đó, hãy bỏ cô gái lại và chạy trốn. Bởi vì anh ấy đang khoe đôi chân dài của mình, chơi đùa với bọ rùa đuổi nhau trong thành phố. Và mục tiêu tiếp theo của Ladybug chính là giáo viên. Bạn phải biết đây là nhân vật chắc chắn sẽ bạo hành Nobita khi xuất hiện trên sân khấu. Nobita không những không dừng lại, vẫn hướng dẫn thầy. Hãy để anh ấy nói câu nói tràn đầy năng lượng, đừng làm bài kiểm tra nào mỗi ngày. Đây thực sự là sự trả thù. Cho đến lúc đó, lúc này bé Dora mới nhận ra Nobita đang sử dụng đạo cụ một cách bừa bãi. Lần này một trò lừa khác đã xảy ra. Và bây giờ bọ rùa đã tấn công 5 lần, còn lại 2 cuộc tấn công bừa bãi. Cô bé Dora hối hận khi cho Nobita mượn đạo cụ. Thế là cả hai quyết định đi tìm bọ rùa riêng biệt. Nhưng ngay cả khi đó là một cuộc tìm kiếm chung, cho đến khi mặt trời lặn, cả hai đều không tìm thấy nơi trú ẩn của bọ rùa. Nobita xấu hổ và gặp lại hổ béo trên đường. Tuy nhiên vào lúc này, bọ rùa lại xuất hiện. Nó rơi vào FAT Tiger. Thấy hổ béo đứng có chút làm nũng, Nobita nhắc nhở hổ béo không được nói từ Tian. Hổ béo nói đừng ngày nào cũng kể câu đố cho tôi, chỉ cần nghe một lời thì thầm. Con hổ béo nhảy xuống, Nobita sợ hãi đến nỗi lập tức bịt mắt lại. Tuy nhiên, mạng sống của FAT Tiger không nên bị cắt đứt. Nobita cố gắng kéo con hổ béo đang treo mình bên bờ vực sinh tử lên. Dù có yếu đuối cũng rất có thể sẽ gục ngã cùng hổ béo, nhưng Nobita không bao giờ từ bỏ hy vọng cuối cùng của mình. Kết quả là, cả hai cùng rơi xuống sông. May mắn thay, gần đây có một đợt hạn hán, nước sông thấp hơn mức sống của hai người. Nhiều người chia sẻ phước lành, có rất ít người cùng chung khó khăn. Đó là tình yêu đích thực được nhìn thấy trong nghịch cảnh này. Hãy để FAT Tiger quên đi mối hận thù của mình. Lúc này họ đã hứa sẽ là bạn tốt suốt đời.
thấy hổ béo quyết tâm bẻ cong Nobita, cô bé Dora nhanh chóng tẩy não Nobita bằng Iron Man. Thế nên Nobita đã lịch sự từ chối hổ béo vì muốn về nhà làm bữa cơm, nói rằng anh ấy muốn về nhà và ăn bữa tối tempura. Họ ít biết rằng Ladybug đứng sau Nobita vào thời điểm này, và Nobita cũng vui vẻ nhắc đến lần rơi thứ 7.